Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10. Tập cuối. Nhưng mày là ai? Khánh hỏi. Tao là Johnson. Tao không có biệt hiệu. Tao muốn hỏi mày hành động với tư cách gì? Mày đã chót đoán được sự thật thì tao không phải giấu nữa. Tao là Sia. Hèn chi? Hèn chi làm sao? Khánh muốn nói hèn chi mà Phượng nói mày là Sia quả đúng không sai. Nhưng chàng kịp giữ miệng và đáp trớ đi. Hèn chi mà mày to lớn quá. Phượng không nên biết điều đó mà nguy cho nàng. Johnson cười ha hả mà rằng, sự không thể là nguyên nhân của sự to lớn. Về lối giải thiết hai tiếng hèn chi của mày là giải thiết láo. Mày đã nói láo một lần rồi đó. Đủ 3 lần thì tao xem là mày có tội. Mà sao mày chẳng khai gì hết. Nhìn thôi, nghe tao hỏi đây. Sẵn sàng nghe và đáp. Cho biết tính cách của mối liên hệ giữa mày và Finet. Khánh cười ngất rồi nói, té ra đây là một vụ ghen tương. Chánh phủ tao cho mày làm đủ thứ việc, trừ việc thanh toán ghen tương riêng tư. Không hề có chuyện ghen tương. Cách đây 1 tuần, có phải chăng là tao nhờ mày đưa Finet về nhà và ở lại với ẻn? Mãi cho tới giờ giới nghiêm tao mới về kia mà. Ừ, chính vì vậy mà mày ghen. Mày nói sành. Tao đã nhờ mày giúp vua cho Finet, chớ có phải mày tự ý làm thế đâu mà tao ghen. Vậy chứ vì lẽ gì mà mày bắt tao? Mày lấy cung hay là tao cái đã nào? Thôi đồng ý, vậy mày cứ hỏi. Tao đã hỏi rồi mà mày chưa đáp. À, tao quên. Mối liên hệ giữa tao và Finet à? Thì Finet đã cho mày biết rồi. Trong đêm ta đánh nhau ở quán rượu. Cái thứ anh họ đó thì con gái nước nào cũng biết bịa ra cả. Con gái Huê Kỳ cũng đã bịa như vậy. Không dân tộc nào phải học của ai hết. Tự nhiên con gái chúng nó biết nói láo như thế. Mày không tin thì thôi, tao biết làm sao giờ. Nhưng thật ra thì câu hỏi đó chẳng quan trọng bao nhiêu. Mày là anh họ thật của Finet đi nữa thì hai đứa bay cũng đã mất liên lạc với nhau. Tụi bay gặp lại nhau vào ngày nào, năm nào, tại đâu? Đúng vào đêm mà ta đánh nhau. Có chến minh được chán. Khánh mừng rỡ vô cùng và chàng có cảm giác rằng chàng sẽ thoát. Bức thư đầu của Phượng mà chàng nhét túi quần rồi không thèm đọc. Chị bếp chị ấy đã soát túi chàng trước khi đưa y phục của chàng đi tiệm giặt. Chị ta đã cất bức thư đó. Và sau biết ra là Khánh đã hết giận Phượng, chị ta mới trả thư đó lại cho chàng. Khánh đã cất cả 2 bức thư trong bóp phơi của chàng và chàng đưa ra ngay được bây giờ. Có bằng chứng theo tao thì rất đáng tin, nhưng còn tùy cái lối hiểu trẹo hỏng của mày. Nói rồi Khánh móc bóp phơi ra, tìm bức thư, rồi trao cả 2 bức thư đó cho Johnson. Johnson đọc thư rồi châu mày và lại bối rối. Thì ra quả thật 2 đứa chỉ mới gặp lại nhau đây thôi. Suy nghĩ dày lâu hắn hỏi, nếu tao nhốt mày trong một cái phòng thật tốt, có mái lạnh, có bồn vệ sinh và đủ các tiện nghi khác, cho mày ăn uống sung sướng, là cho mày cả cái đẹp nữa, như vậy trong vòng nửa tháng thì mày sẽ nghĩ gì? Tao sẽ nghĩ rằng mày muốn mua chuộc tao để làm chi đó. Tao không biết. Không phải như vậy đâu. Tao muốn biết rằng mày sẽ khó chịu lắm không? Chắc là không lắm, nhưng tao rất lo. Lo gì? Lo mất sở làm. Không hề chi hết. Tao phôn một cú là hãng thầu họ ok cho mày nghỉ xả hơi, lại có lương đủ nữa suốt thời gian đó. Nhưng bao nhiêu trò ấy để làm gì? Không nên quên rằng tao là hỏi cung chứ không phải là mày. À, còn nữa chứ chưa hết. Cứ hỏi để xong cho rồi, tao đã bực mình lắm rồi đó. Trong đêm ăn cơm, tao có hỏi rằng mày thấy có chỗ làm lương cao hay không? Nhưng tại sao rồi sau đó mày không có cày mượn tao gì hết? Mới quen nhau, tao không thích đi ăn mày. Giả lại lương tao cũng đủ sống.
Tức là mày không có cần tiền đến quýnh lên hả? Làm gì có chuyện đó. Khi nào cháy túi thì tao nằm nhà, không đi uống rượu, cũng chẳng rủ chiêu đại viên đi đâu cả, thì làm gì mà phải cần tiền quýnh lên? Jensen lắc đầu rồi nói, như nói với mình, thật là phiền. Bộ mày mong cho tao cần tiền quýnh lên để mày mua chuộc hả? Còn lâu tao mới thật là cháy túi. Không phải như vậy. Nhưng sao lại thấy đó là phiền? Vì như thế là mày không có nghiền bạch phiến. Vì mày chịu đựng bị nhốt 20 ngày được, mày cũng chẳng cần tiền. Kẻ nghiện bạch phiến không thể như vậy được. Khánh cười ha hả rồi hỏi, bộ mày thích thấy tao nghiện bạch phiến lắm hả? Nhưng như vậy thì mày đâu có quyền bắt tao, mà chỉ có cảnh sát người Việt mới có quyền bắt tao thôi. Không, tao không mong cho mày bị cái gì hết thảy, mà còn trái lại nữa, nhìn tao đã bị Osher rồi. Tao không hiểu. Nhưng thôi, hễ mỗi lần tao hỏi thì tao bị mày chỉnh rằng tao không có quyền hỏi. Nhưng vụ này tao đáp chưa xong. Tao còn lo một điều là khi Finet từ Sài Gòn trở về đây, ẻn sẽ lo sợ lắm khi biết tao mất tích vì bị mày nhốt trong một căn phòng đế vương như mày vừa tả. Không, Finet không bao giờ trở lại đây cả. Khánh trố mắt nhìn Jensen rất lâu, đoạn hỏi, đã dứt tình với nhau rồi hả? Sao tao không nghe Finet nói gì hết vậy? Bỗng Khánh đâm lo. Trước khi được Jensen đáp lời, Phượng đã nhiều lần rủ chàng bỏ cả hai đứa về Sài Gòn để xây tổ ấm. Mặc dầu sau mỗi lần rủ như vậy thì Phượng lại nói là không được. Nhưng biết đâu lần này có hứng bất thần, nàng dám làm thật lắm. Nếu sự việc mà xảy ra như vậy thì tội nghiệp cho Phượng không biết bao nhiêu, vì cái tổ ấm đó chưa chi đã là tổ lạnh bởi con chim trống đã lỗi hẹn. Đã dứt tiền nhưng Finet không hay biết gì hết. Người quê kỳ xỏ lá với đàn bà đến thế hay sao? Ít ra cũng có một lời giả từ và một món quà 50,000 bạc chứ. Cũng con người huê kỳ xỏ lá nhưng tao thì không. Tao phải nói cái khác, Finet không có đi đâu cả. Nó bị bắt trước mài máy 9 đồng hồ và để giam ở một căn buồng gần đây. Bị bắt? Trời ơi, nó đã làm gì? Một chuyện động trời mà tao cứ ngỡ là mày có dính líu vào đó. Nhưng sau khi hỏi mày thì tao thấy mày vô can. Trời ơi, thế thì nó chết rồi. Nó đã làm gì? Tao không giết nó đâu, mặc dầu nó đáng được tao cho đi viếng địa ngục lắm. Nhưng mà rồi nó sẽ chết nay mai vì nguyên nhân khác. Trời ơi, đừng kêu vô ích. Không ai mà cứu nó được hết, kể cả tao nữa. Trời ơi, Jensen ơi, thì tao giáng sinh mày, tao cầu khẩn mày. Mày biết người Việt Nam lại chứ. Tao lại mày nên cứu nó một phen, vì tình nghĩa cũ với nhau giữa hai đứa bay. Vô phương, nếu tao mà có quyết cứu nó đi nữa. Nhưng nó đã làm gì? Tốt, tao hỏi cung chứ không phải mày. Không ai được biết tao là xịa cả, nhưng mày đã chót biết. Vậy chỉ có hai lối ra cho mày. Một là mày đi viếng địa ngục, hai là mày nhận làm nhân viên của tao. Tao sống đây làm gì nếu Phượng phải chết? Vậy ra là mày đã nói láo. Tụi bay không phải là anh em họ với nhau đâu. Tụi bay là nhân tình với nhau. Mày hiểu thế nào lời lẽ trong thư mà nói càng như vậy? Tao phải thú thật với mày rằng năm ngoái tao đã si tình Phượng, nhưng không được. Nó đã xem tao là trẻ con. Mặc dầu vậy tao không sao mà để cho nó chết được hết, cho dẫu là nó có tội gì đó không biết. Phương Chi chính miệng mày lại vừa nói rằng nó chỉ sẽ chết về nguyên nhân khác, chứ mày không xử tử nó. Tao chỉ nói vậy thôi. Chứ nếu mà tụi bay có là nhân tình với nhau đi nữa, tao cũng không vì thế mà oán nó hay mày. Nhưng mà không có giản dị như mày tưởng đâu. Để tao kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mày nghe. Khi tình báo Mỹ đã phát hiện ra rằng có kẻ đã muốn mở chiến dịch đầu độc quân đội Mỹ bằng ma túy, thì chính phủ Hoa Kỳ gửi ngay Interpol sang đây để chặn đứng tai nạn. Nhân viên Interpol được biệt phái sang đây, thiếu mất một người, đó là tao. Vì tao đã ở bên này rồi, nhưng tao chỉ hoạt động cho xỉa thôi. Nhưng Interpol nhờ tao làm việc đắc lực, vì ở đây lâu năm tao biết nhiều hơn, còn tụi nó thì ngơ ngác lắm. Đây là lối tổ chức ban đầu của họ. Ma túy đưa tới biên giới rồi thôi, mà chính một số người Việt có thế lực đưa ma túy vào các thành phố,
Họ hoạt động vì tiền chứ không có theo ai. Trên nguyên tắc thì như thế, còn cái sự thật nó ra sao thì lại khác nữa. Nhưng mày chỉ cần biết bấy nhiêu đó là đủ rồi. Bọn buôn lậu ở các thành phố cũng chỉ hoạt động vì lợi, và cũng cứ là theo nguyên tắc chứ sự thật thì có hơi khác. Tổ chức đó đã bị Interpol phá vỡ nhưng chưa tận diệt được. Không phải vì Interpol dở mà vì có những sự cấu kết rất khó đập tan khi mà Hoa Kỳ không chọn quyền hành động ở đấy. Nếu chỉ có thế thì Chad Hoa Kỳ cũng đành bằng lòng với kết quả đó không đủ rồi. Nhưng mà rồi có sự thay đổi, là kẻ ấy đã thật sự chen vào việc buôn lậu ở các thành phố. Bọn kia đa số là người tham lợi, bán độc dược cho bất kỳ ai, chứ không quyết tâm nhắm Mỹ cho lắm. Sở dĩ họ bán được cho người Mỹ vì tình cờ mà chúng nó không có toan tính Mỹ nhiều tiền. Nhưng mà rồi chúng nó cũng chỉ bán được cho lính Mỹ chứ không bán được cho sĩ quan. Bọn mới xen vào thì nhắm vào sĩ quan. Chúng nó chỉ làm nghề bán lẻ nhưng có tổ chức lớn. Tổ chức này không buôn bán gì hết, mà chỉ làm có một cuộc tuyển mộ người bán, mà tuyển mộ nhất định trong giới gái lấy Mỹ. Chắc mày đã hiểu. Đã bắt đầu hiểu. Té ra Phượng ở trong tổ chức đó. Ừ, nhưng chỉ mới đây thôi. Tao gặp Phượng ở Sài Gòn, nhưng lúc đó thì Phượng còn là người thường. Nó chỉ bị móc nối tại Đà Nẵng này thôi. Nhưng Phượng chẳng biết khi khô gì về chính trị hết, thì làm sao mà? Có ai lại biết cái gì? Nhưng hễ được học thì biết. Nhưng thật ra thì Phượng cũng chẳng biết gì cả đâu. Luyện cho một chuyên viên thì phải tốn rất nhiều thời giờ. Họ chỉ làm cho Phượng nghiện ma túy mà thôi. Công việc này thì chỉ đòi hỏi có một thời gian thật ngắn, không đầy nửa tháng. Phượng nghiện mà không buồn giấu tao. Trái lại nữa, nó cố ý làm bộ sơ hở để cho tao thấy là nó dùng ma túy. Đó là một sự kiện khả nghi. Thế nên tao đã hành động như một nhân viên xịa, chứ không như một người kép. Tao giả vờ như không biết đó là gì. Tao hỏi Phượng món đó là cái chi, thì Phượng giải thích rằng đó là thuốc bổ của Việt Nam và mời tao thử. Và mày từ chối? Đâu có, tao dám thử như thường. Bởi tao biết một lần thì không sao, nhất là tao biết tinh thần của tao. Tao sẽ không ngã, tức không tìm hưởng lần thứ nhì, thứ ba, vân vân. Vậy là Phượng tịch ngồi? Đâu có, hôm sau chính tao đòi hưởng ấy chứ. Nó đưa thuốc cho tao và tao giả đò có chuyện gấp đi ngay với gói bạch phiến. Và tao cứ đòi mãi, nhưng những lần sau thì nó không có biếu không nữa mà đòi bán. Vì nó nói rằng thuốc mắc tiền lắm. Tao cứ mua, mua hoài. Và nó tưởng tao đã nghiện bởi tùy cơ thể. Có người chỉ dùng có 3 lần đã nghiện rồi. Nhưng những gì mày kể ra nãy giờ không có bằng chứng. Phượng bất quá chỉ là một tay nghiện mà. Tay nghiện nào cũng tìm đồng chí cả, không phải để có bộ mà để được làm một người bán lẻ, hầu kiếm lời để gỡ gạc sự tốn kém phần nào. Mày nói rất hữu lý, và tao đâu có phải là ngốc hơn mày. Tao dò xét và tao thử chứ. Tao biết Phượng là người khá, nó cần kiệm lắm, có tiền thì nó gửi vào ngân hàng. Nhưng nó đã để lộ cho tao thấy rằng nó bối rối dạo đó. Thế thì nó cần tiền, chưa cần quýnh lên đâu. Nhưng lấy tiền dành dụm để mà mua ma túy thì nó tiếc của. Nó bị móc nối chính vào dạo đó. Tổ chức ấy đã nghiên cứu chuyên trình hành động rất khoa học. Chúng nó đề nghị tặng không cho Phượng ma túy mỗi ngày, với điều kiện là Phượng phải dẫn tao đến sự nghiện ngập. Họ giỏi lắm. Nếu họ cho Phượng 1 triệu bạc với điều kiện phải chặt đầu tao thì Phượng sẽ không dám nhận. Nhưng cái công việc mà họ giao phó cho Phượng thì Phượng thấy là rất hiền lành, không có gì đáng ghê tởm hết. Vậy Phượng đã bối rối lo lắng trong 1 tuần lễ. Rồi sau đó thì Phượng lại trở lại bình thường. Đã bị móc nối rồi đó. Tao lại thử để được biết thật chắc mọi việc. Tao xin thưởng cấp của tao bộ cái tin thật chính xác. Tao biến cái tin ấy thành một bản báo cáo của nhân viên bằng Việt ngữ. Tao mang báo cáo về nhà, vứt bừa bãi ra đó. 4 hôm sau,
người Mỹ hành quân ở biên giới nhưng không hề gặp bọn giao hàn như cái tin chính xác thật sự ấy đã cho biết. Vậy là có sự tiết lộ, mà nguồn tiết lộ đích thì là Phượng, vì ngay cả các sĩ quan cao cấp trong cuộc hành quân cũng chỉ được lệnh hành quân vào phút chót mà thôi. Khánh suy nghĩ thật nhiều. Thằng Jensen nói đúng, Phượng chỉ mới nghiện ngập không lâu. Chàng biết chắc như vậy vì chàng có ân ái với Phượng, và Phượng đã có tác phong một người đàn bà bình thường trong cuộc truy quan. Ma túy chưa kịp làm tê liệt các giác quan của nàng. Chàng hỏi Jensen: mày nói Phượng sẽ chết vì nguyên nhân khác là thế nào? Hiện tao cho Phượng dùng ma túy lúc tao bị nhốt ở đây. Số ma túy mà tao phải mua mỗi ngày nhưng không dùng, nhưng còn cất đó. Nó không sao hết, nhưng tao không xử lén nó. Nay mai tao sẽ giao nó cho nhà chức trách Việt Nam. Họ không có thuốc để mà cho nó, thì nó sẽ chết nghiện trong lúc bị giam để điều tra bổ túc. Sao mày không đưa ma túy cho người Việt Nam? Giỡn sao chứ, họ làm việc công khai thì họ không có quyền cho người bị giam tiếp tục dùng ma túy. Nhưng còn chuyện khác nữa, những nhân viên nhỏ thay vì đưa bạch phiến cho Phượng dùng, họ lấy mà bán đi. Vậy là tao tốn thuốc vô ích, bởi Phượng cũng chết như thường vì thiếu thuốc. Nhưng tại sao mày lại bắt Phượng hôm nay mà không là trước đây hoặc sau này? Phượng về Sài Gòn với một sứ mệnh quan trọng, ta không thích nó thành công. Sao mày biết? Tại Phượng chỉ là một điệp viên hạng bét. Hôm qua nó hỏi tao mua bạch phiến hoài có túng tiền không. Nếu túng thì nó sẽ xoay tiền cho tao. Chẳng những nó toan đầu độc tao, lại toan kết nạp tao nữa. Vì thế mà tao tìm biết và đã biết cái sứ mệnh đó. Chúng nó ngây thơ lắm. Sĩ quan Huê Kỳ được trả lương rất cao chính là để giúp cho họ không bị mua chuột. Tao tốn mỗi ngày 6.000 bạc mua ma túy bằng tiền của xịa. Nhưng nếu phải mua bằng tiền túi của tao, tao cũng đủ tiền mua hoài, không cần phải phản bội nước của tao. Con người tự nhiên họ khó sạch sẽ lắm, tao đây cũng vậy. Nhưng nếu có ai giúp họ thì họ sạch sẽ được. Trả lương cao là biện pháp diệt trừ tham nhũng khá hay. Chưa chắc. Ngộ như ai đưa mày 10 triệu thì liệu mày nhịn phản quốc được hay không? Có thể được, mà cũng có thể không. Nhìn số người tham nhũng giàu sao cũng được hạn chế đến 80%. Vì không quốc gia nào mà đủ tiền để bỏ ra hàng ngàn hàng vạn cái số 10 triệu bạc để mà mua chuột quá đông người. Khánh im lặng mà suy nghĩ. Dây lâu chàng nói: không thể được. Cái gì không thể được? Ta không thể để cho Phượng chết nếu mày còn là con người. Cái câu nói của mày mà gặp thành nhiều tự ái và nóng tánh, chúng nó sẽ đánh mày gãy răng. Không, tao còn là con người, nhưng về chuyện cứu Phượng thì vô phương. Tao đã có cách. Cách nào? Nếu mày cho phép, tao sẽ thuyết phục Phượng hợp tác với mày. Khó lắm. Sự không có quyền in giấy bạc, mày biết chứ. Tiền bỏ ra cho tao mua bạch phiến tuy nói thế chứ cũng được hạn chế trong một thời gian. Chứ xịa đâu có đủ tiền để xài việc khoản đó hoài hoài. Rất dễ tính. Quân đội Huê Kỳ có nhà thương riêng, bác sĩ riêng, nhất là có đủ thuốc để giúp cho dân nghiện bạch phiến cai cái bệnh của họ. Vậy mày cứ nhờ nhà thương của mày cai cho Phượng, một khi Phượng bằng lòng hợp tác. Ý hay đó. Tao lú lên quá mà không nghĩ đến điều ấy. Nhưng kẻ đang nghiện thì luôn luôn có khuynh hướng tìm về bến cũ. Mặc kệ nó, nếu nó sẽ ngã lần thứ nhì, ta có bổn phận, ta làm bổn phận một lần là đủ rồi. Lương tâm ta sẽ để ta yên, mặc dầu những chuyện không hay sẽ tái diễn. Ừ, mày có lý. Vậy lát nữa mày sẽ được đưa tới buôn của Phượng. Tao cho mày 2 tiếng đồng hồ để thuyết phục nó. Người lính Mỹ mở cửa một căn buồng đẩy Khánh vào đó, rồi khóa cửa lại từ bên ngoài. Hai người nhìn nhau trân trối rất lâu, và rốt cuộc Khánh mở lời trước. Khánh đã bị bắt sau Phượng mấy tiếng đồng hồ. Phượng hiểu lầm nên vội cãi: không, Phượng không có khai tên của anh ra bao giờ cả. Anh biết. Chúng nó chỉ bắt anh vì tình nghi anh là tổng đảng của em, nhưng anh đã tự bào chữa thắng lợi. Thế ra anh không có việc gì? Hiện giờ thì không, nhưng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chắc chúng nó sai anh đến đây. Ừ. Để chi?
chính anh xin đến đây để cứu em. Phượng lắc đầu rồi nói, Vô Phương, bây giờ em mới là kẻ chết, và chết thật là chết, chết theo nghĩa đen. Đừng vội tuyệt vọng, còn lối khác. Nhưng dầu sao em cũng chết. Anh biết em phải tốn mỗi ngày là bao nhiêu không? 4.000 bạc. Mà như vậy suốt đời em sẽ đào đâu cho ra tiền? Anh giải quyết được tất cả. Không, anh nghèo lắm em biết. Nhưng tỷ phú cũng chẳng chịu đựng được lâu dài, chứ đừng nói chi là một người đàn ông ăn lương tháng. Giải pháp của anh tốt đẹp hơn nhiều. Nếu chỉ chạy tiền để mua bạch phiến cho em thì đâu còn phải là cứu em. Giải pháp nào? Trước hết em nên thú nhận tất cả. Em đã thú nhận tất cả rồi. Thằng Dên Sinh nó đợi em lên cơn nghiện. Nó đưa ra bọc nhựa đựng thuốc và ra điều kiện. Thú nhận thì được thuốc, bằng không thì thôi. Chưa hết, chỉ thú tội không chưa đủ để được tha tội. Em phải hợp tác với nó. Nhưng nào em biết làm gì? Rồi em sẽ biết. Ngày mà người ta đưa công tác cho em cũng đâu có biết làm gì. Chính người ta dạy em đó chứ. Nhưng hợp tác rồi thì được gì? Em sẽ có lương để sống, nhưng không đủ để mua bạch phiến đâu. Nhưng mà họ sẽ giúp em cai thuốc. Nhưng có vì việc này mà anh khinh em hơn chăng? Tuyệt đối không. Dầu sao em cũng đã chết. Anh không khinh em, nhưng chắc anh cũng chẳng mến em nữa. Cái đó còn tùy. Anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời thì em không cần anh nữa đâu. Anh chỉ lo có một điều. Điều gì? Em hoạt động ngầm như vậy là vì lợi hay là vì lý tưởng? Nói thế nào cho dân sinh nó không giết em? Rất khó biết. Tất cả đều tùy quan niệm của từng thằng, chứ chẳng có luật nào hết. Có thằng chấp nhận con người có quyền, có lý tưởng riêng, có thằng không. Những thằng chấp nhận tự do quan niệm của con người chỉ sẽ thủ tiêu bọn hoạt động vì lợi mà chúng nó xem là kẻ bội phản. Sao lại bội phản? Và bội phản ai? Bội phản cái xã hội đã nuôi dưỡng kẻ hoạt động. Còn bọn kia? Bọn không chấp nhận quyền có lý tưởng của người khác thì chỉ để yên lũ hoạt động vì lợi mà thôi. Nhưng sao không nghe dân sinh nó hỏi em điều đó? Nó tưởng là nó đã biết rồi. Nó biết gì? Đó là bí mật mà anh không thể cho em biết được. Nhưng giữa ta với nhau thì anh kêu gọi lòng thành thật của em để mà giúp em. Em chỉ hoạt động vì bị cơn nghiện hành mà sợ tốn tiền túi để mua thuốc. Em rất giống con khỉ của bọn Sơn Đông Mãi Võ. Chúng nó cho khỉ uống áp phiện cho đến nghiện, rồi thì chúng nó sai khiến gì khỉ cũng làm theo hết. Có quả đúng như vậy hay không? Đã đến nước này thì em không còn gì để giấu anh nữa. Như vậy thì được. Nếu em hoạt động vì lý tưởng thì rồi về sau em sẽ lại hoạt động nữa. Và anh cứu em lần này không có ích gì cho em hoặc cho ai hết. Khánh nhìn thấy trên gạch có nệm. Jensen nó cũng hứa sẽ cho chàng một chiếc nệm. Vậy là đôi bạn còn bị nhốt hơi lâu, nhưng không biết cho đến bao giờ. Chàng nói, thôi, chúc em yên lành. Em cứ khai như đã nói với anh. Nếu có ai hỏi gì thêm. Còn anh được thả rồi chứ? Chưa. Sao vậy? Chúng nó còn thử lại chứ, không phải ta khai gì là chúng nó tin theo ngay đâu. Vậy em cũng chúc anh an lành. Buồn quá anh ơi. Em chỉ muốn sống yên, nhưng gặp toàn sóng gió trong đời em. Anh cũng vậy, nhưng anh đã biết nhẫn nại để chịu đựng. Buồn chẳng giúp được gì ta hết. Trước khi phóng thích Khánh, Jensen cho chàng hay một tin. Hãng Sealand đã hết công việc và sắp sửa thảy nhân công. Công nhân đang tranh đấu để đòi được bồi thường thiệt hại về sự nghỉ việc, và chắc công nhân sẽ thắng lợi. Hắn đã điều đình ngay từ sau lúc khỏi cung chàng, để hãng nó xem như chàng nghỉ có xin phép vào hôm đó. Vậy là chàng cũng sẽ được hưởng quyền lợi, mặc dầu đã vắng mặt một hôm mà không có xin phép. Thằng Jensen tưởng là đó sẽ là một tin mừng cho chàng, không về nó lại thấy chàng buồn giàu giàu. Thế là final edition rồi, hay ít ra cũng sắp sửa final edition. Cái buổi chợ chiều mà Khánh phải chứng kiến, sao mà buồn quá. Buồn hơn những buổi chợ chiều trước nhiều lắm. Cứ theo lời ông thợ khóa kể, thì trong những buổi chợ chiều trước, thiên hạ chỉ có thất nghiệp, chứ không nghe nói đến tấn bi kịch nào hết. Riêng chàng phải trải qua quá nhiều đau thương mới tiến đến cảnh giảng hát này. Jensen lại báo tin khác. Phượng đang được điều trị và kết quả khả quan, vì nhà thương của nhà binh Mỹ có đủ thuốc men. Nhưng hắn lại cho biết một chuyện rắc rối mà hắn đã quên nghĩ đến. Chuyện gì? Khánh hỏi. Tao quên mất rằng Phượng đương nhiên là phải bị bên kia xử tử, chỉ còn đợi bị hành quyết thôi. Nhưng Phượng đã có làm gì hại cho bên kia đâu? Có chứ,
Phượng đã khai tên và địa chỉ của người móc nối nó tại thành phố này. Kẻ ấy đã giấu mất rồi, tao chẳng có bắt được ai hết, nhưng y biết là Phượng đã khai. Lại khổ. Ừ, nhưng chỉ hơi mất công mà thôi. Tao không thể để cho Phượng sống chung với tao nữa, mà tao cũng không nên đi lại với nó nữa. Vậy là nó phải ra khỏi nhà tao. Nhưng cho nó về Sài Gòn sau khi nó ra khỏi nhà thương là nó sẽ bị hành quyết ngay tại nhà của cha mẹ nó. Ừ, vậy ta để nó ở đây hầu bảo vệ nó một lúc cái đã. Khi mà bọn theo dõi nó ở đây mỏi mòn rồi thì sẽ hay. Nhưng cũng phải cho nó hoạt động ở một nơi xa lạ, như Cần Thơ chẳng hạn. Ý hay lắm. Nhưng không giản dị như vậy đâu. Phải chịu tốn tiền, nhờ một bác sĩ thủ thuật làm cho cơn mặt của nó khát đi. Không, không thể nào mà tao để cho mày quỷ hoại một nhan sắc. Làm gì có chuyện ấy. Chỉ cho họ sửa khát đi chứ không phải xấu đi. Nhất là khát cái mũi là món rất dễ làm cho một người bị nhận diện. Nhưng sự rắc rối vẫn chưa hết đâu. Phải thương lượng để mà xin cho nó một thẻ căn cước khác. Không khéo rồi nó lại bị bắt vì gương mặt không ăn với ảnh trong thẻ. Mày giỏi lắm, xìa có khác. Vậy vấn sự của mày là tìm cho nó một căn nhà, chỉ nhỏ thôi, nhưng phải cứ ở phố đó. Vì nó ở xa hơn, ta sẽ khó bảo vệ nó. Tiền? Tao sẽ có tiền cho vụ đó. Tao lại đặt ra 4 người để bảo vệ nó, trong đó có cả mày. Tại sao phải tới 4 đứa? Mày hỏi là tụi bay không thay phiên nhau để đi ăn cơm, đi ngủ sao chứ? À, tao quên mất điều đó. Còn 5 hôm nữa thì nó ra khỏi nhà thương. Mày phải tìm cho được nhà trong vòng 4 hôm. Ok. Căn nhà mà Khánh thuê được rất vừa cho Phượng. Nhà không lầu và khá hẹp, nhưng chỉ có một người chiếm ngủ thì quá ra sang đối với người mình. Phượng bị sụt chức thình lình chắc khó chịu lắm, nhưng nàng không khó tánh và biết nhẫn nại lãnh lấy số phận. Khánh dành lấy công việc xách cơm tay ở hiệu ăn về cho Phượng, chứ không dám mượn chị bếp cho nàng, vì chàng không tin là một chị bếp sẽ không bị móc nối. Phượng được dặn dò không nên đi ra khỏi nhà, có cần gì thì cứ nói, chàng sẽ mua sắm hộ cho. Những người bảo vệ nàng đứng đâu ngồi đâu nàng không biết, vì họ là người Việt nhưng lạ mặt, trừ Khánh ra. Nhưng Khánh cũng có chỗ ẩn, Phượng không thể thấy chàng được. Phượng chỉ gặp mặt Khánh mỗi bận Khánh đưa cơm tới mà thôi. Được 3 hôm như vậy thì Phượng nghe chán quá, nàng hỏi: Em được bảo vệ hay là bị canh chừng trong một cuộc giam lỏng? Được bảo vệ, em nên bền chí, chừng vài 3 tuần em sẽ được đưa về Sài Gòn. Để chi? Để được cho đi công tác ở một nơi mà không ai có thể truy ra em. Em đi một mình à? Ừ. Còn anh thì ở lại? Ừ. Vậy thì là hết thật rồi giữa đôi ta. Nhưng anh cũng sắp sửa rời Đà Nẵng nay mai gì đây. Nhà thầu Sealand đã xong công việc và sẽ không có công việc nữa đâu, vì quân đội Mỹ sắp rút lui. Sắp rút lui? Ừ. Phượng làm thinh, tư lự rất lâu. Các ả này thì không bao giờ nghĩ đến cái ngày rút lui ấy cả. Đó là một tin sét đánh thật sự đối với Phượng. Ký ức của con người thật là ngắn, Phượng không biết chuyện cũ, nên đây là tin mới lạ đối với nàng. Nhưng mẹ của nàng thì biết rất rõ cái vụ Pháp rút lui. Nhưng ngày nay chắc bà cũng đã quên mất rồi. Mặc dầu chuyện ấy không phải là chuyện đời xưa, chắc bà ta cũng sẽ choáng váng trước tin chẳng lành này. Nhưng bình dân chưa hay biết về tin đó, vì họ không bận tâm đến những cái tin chính trị. Giả lại tin đó cũng chỉ nói là việc quá chiến tranh mà không nói tạch quạch ra rằng Mỹ sẽ rút, mà việc quá chiến tranh là gì thì họ không thể hiểu. Lâu lắm Phượng mới hỏi: Nhưng tại sao họ lại rút? Canh bạc chưa thấy ăn thua gì hết kia mà. Núi mà còn mòn, sông mà còn cạn em ơi, thì chiến tranh nào cũng có ngày tàn lụng chứ. Té ra cuộc đời không xuôi chèo mát mái chút nào hết. Ừ, mình mơ những cái khác, nhưng cái gì cũng xảy ra khác những giấc mơ của mình cả. Nhưng Phượng không có mơ lấy chồng Mỹ thì chắc Phượng sẽ không khổ đâu. Khánh vô tình đã bỏ qua sinh kế của các ả này. Phượng không đau khổ, nhưng hẳn phải lo lắng cho chén cơm của nàng. Nhưng tại sao em đã không còn dính líu với Jane Sơn nữa, mà anh lại không đến với em? Em chỉ còn một chút xíu lẽ sống là anh. Khánh không đáp. Anh thấy rằng cái lẽ sống đó là lẽ sống của Phượng, chứ không phải là lẽ sống của chàng.
chàng đã trót làm sằng lúc Jensen đi vắng, và chàng thừa dịp hắn trở về Đà Nẵng để mà dứt với Phượng. Nếu hai người mà có đi Sài Gòn với nhau thì chàng cũng đã không lợi dụng tình trạng tự do ấy. Chàng đã bất tình thật sự với ả chiêu đãi viên người Quế. Cái ả cứ chối là mình mang máu vua, nhưng ca hay lắm, và nhất là rất sành bán ảo tưởng. Chàng không cần một người bạn gái mà phải làm sằng trở lại. Tuy là ít học, Phượng rất thông minh, mặc dầu Khánh không giải thích, nàng cũng hiểu ngay. Đêm mà Khánh ngã là một sự rủi ro của hắn mà thôi, có dịp dứt là hắn dứt. Thế nên nàng buồn giàu giàu, nhưng nhất quyết không gian lơn cầu khẩn Khánh. Nàng biết rằng chỉ vô ích thôi, và nàng nhẫn nại chịu số phận. Cuộc đời cứ trôi qua lặng lẽ trong cái thành phố nhỏ này. Mặc dầu suốt ngày người ở đây cứ nghe văng vẳng tiếng bom và những tiếng nổ từ trong dải Trường Sơn. Khánh đã lãnh được tiền bồi thường cho nghỉ việc, đồng thời anh cũng được lương do Jensen đưa thẳng cho chàng. Lương không hơn lương của Silen. Có lẽ vì anh không có công tác quan trọng phải làm, mà chỉ phải giữ an ninh cho một thiếu phụ mà thôi. Trong một thời gian mà Jensen bảo rằng tương đối ngắn, nhưng không biết ngắn là bao lâu. Công việc thật là chán phèo. Trong những ngày đầu, chàng thấy bất kỳ người nào cũng là kẻ đáng tình nghi cả. Hễ họ đi ngang qua nhà của Phượng, họ thò tay vào túi để rút khăn mũ xoa là chàng hốt hoảng lên, cũng thọc tay vào túi của chàng cầm sẵn cây súng lục để ra tay cho kịp lúc. Khổ nhất là về khuya, sau giờ giới nghiêm, phải núp thế nào cho lính tuần cảnh họ không bắt gặp. Họ phải điều tra lôi thôi thì đổ bể tùm lum. Dây thần kinh của chàng căng thẳng bao nhiêu trong những ngày đầu thì nó uể oải bấy nhiêu sau đó. Dĩ nhiên là như vậy. Và chính vì thế mà chán lắm. Bởi cái dương cung mãi mà không có bắn ra mũi tên nào hết thì coi dĩ quá, lại quá mỏi tay. Khánh quên mất Phượng, hay nói đúng, quên mất tâm trạng của Phượng. Dầu sao Phượng cũng là một người bị giam lỏng. Cái cửa mở nàng vẫn không buồn đi đâu cho lắm. Nhưng khi mà nó bị đóng lại hay bị ai bắt phải đóng lại suốt ngày, nàng nghe thèm đi ghê hồn. Và lạ quá, từ ngày cai thuốc, nàng đâm ra thèm cà phê từng phút một. Thuốc có tính cách an thần chứ không phải kích thích. Vậy thiếu thuốc thì đáng lý ra nàng phải bị kích thích. Và cơ thể của nàng không đòi hỏi chất cà phê mới là hợp lý. Nhưng nó không hợp lý chút nào cả. Hoặc hợp với một cái lý nào đó mà chỉ có thầy thuốc là biết, còn ta thì không. Nàng có cho Khánh biết nhu cầu ấy và đòi hỏi một đứa bé để nàng sai đi mua cà phê. Nhưng Khánh nhận lãnh công việc đó và quyết liệt ngăn việc mượn bất kỳ ai. Chỉ phiền là Khánh không có mặt luôn luôn. Những lúc chàng có mặt, Phượng cũng không thể thấy chàng được để mà mượn cái gì. Và chàng cũng không thể bỏ phận sự quan trọng để đi mua cà phê. Ham vui một thuở chịu sầu ngàn năm là như thế đó. Mà nào có vui vẻ gì cho cam. Một con bạn không thân cũng được mỹ bao, nhưng đó là mỹ cá kèo. Con bạn ấy đã rủ rê nàng dùng thuốc. Quả nàng có nghe hơi hơi sảng khoái, nhưng đồng thời cũng nghe hơi khó chịu. Nhưng mỗi lần nó đến chơi là nó biếu không thuốc cho nàng. Nàng thấy tuy không thú lắm, chớ cũng hay hay, lại chẳng tốn gì cả nên cứ nhận. Thế là 10 hôm sau nàng phải gáp dài khi con bạn ấy không tới nữa. Chính nàng phải đi tìm nó để xin thuốc. Nó cười rồi nói: "Bà đã nghiện rồi đó." Nói xong nó vẫn biếu thuốc, nhưng nó cho biết rằng thuốc mắc tiền lắm. Nó chỉ có thể biếu bạn dùng chơi, chứ thiếu khả năng thỏa mãn một người đã nghiện, cho dẫu người đó là ruột thịt với nó. Chừng ấy Phượng mới thấy cơn nguy, nhưng không còn lùi được nữa. Con bạn ấy nay đã trốn mất rồi, từ ngày nó hay tin nàng bị bắt. Kép của nó là hạ sĩ quan quê kỳ, cũng bị điều tra rất khổ vì chính hắn cũng nghiện. Và hắn ta cũng đã được điều trị cùng lúc với Phượng. Sự thèm cà phê cũng ra rất không kém sự thèm thuốc, nhưng nó không có hành. Phượng lại cũng nghiện Salem y hệt như bao nhiêu me mỹ khác, nhưng nàng tạm thay Salem bằng Ruby. Mấy ngày đầu có khó chịu thật đó, nhưng nay thì đã quen rồi. Nàng đã rời nhà của Jensen với một cái vali quần áo, chẳng có bàn ghế tủ giường gì cả, với lại một số tiền là 50.000 bạc mà hắn biếu, nói là vì nghĩa cũ chứ không phải là lương. Vì mặc dầu nàng nhận hợp tác, nàng vẫn chưa được xem là nhân viên như Khánh. Tiền cơm tiền nhà thì ai trả, nàng không buồn hỏi cho biết, chỉ bận tâm về số tiền ít ỏi mà hiện nàng đang có đây thôi. Nàng đã quen ăn nho tươi, lê táo mà Jensen nó mua về, nhiều đến không biết dứt đi đâu cho hết. Giờ thì nàng lại đâm thèm những thứ đó, mà lúc có nhiều nàng lại chê vì đã ngấy đi. Lúc đó nàng xuất tiền túi ra để mua sầu riêng, măng cục chơm chơm mà ăn, chứ không ăn loại trái sang trọng mà Jensen đưa về.
giờ thì trái sang trái hẹn gì cũng chỉ còn là một giấc mơ xa. Phượng còn tiền trong ngân hàng, nhưng nàng ý thức về cơn nguy khốn về sau nên quyết không động tới số tiền đó. Ngoài những thứ thèm ấy, một nỗi nhớ khác cũng không dễ chịu chút xíu nào hết. Đó là sự thèm khát một người bạn trai, một cô gái thượng ở cao nguyên, nơi một làng hẻo lánh. Chắc không bao giờ thèm kem, thèm phở như thỉnh thoảng ta đã nghe thèm, vì cô ấy chưa nếm mùi vị của các thứ đó, chưa biết nó ra sao cả mà thèm. Phượng thì đã biết. Nàng đã kêu gọi Khánh nhưng Khánh không đến. Những lần Khánh mang cơm tới, nàng đã mời Mộc Khánh ở lại với nàng nhưng vô hiệu. Mãi rồi nàng phải dẹp tự ái lại, nói thẳng với Khánh rằng nàng cần được an ủi, nhưng Khánh cứ giả điếc. Khánh đã lành bệnh rồi, còn Phượng thì lại vừa mắc bệnh. Và chỉ có bây giờ nàng mới bắt đầu đau xót thật sự cho thân phận của nàng. Vào cái đêm mà Khánh bị nàng lôi kéo vào vực sâu của nhục dục, tự ái của Khánh cũng đã bị thương nhiều, nhưng hắn đã gỡ gạt được bằng sự hành hung nàng. Giờ đây sự thú nhận trắng trợn rằng nàng cần được an ủi cũng gây ra một vết thương rất lớn nơi lòng nàng. Nhưng tự ái bị hy sinh của nàng không được cứu vãn bằng cái gì cả. Đau xót lắm là nàng đã bắt đầu biết yêu, và người mà nàng yêu lại là Khánh. Hai mối tình xảy ra không cùng lúc với nhau rất giống hai đạo quân cùng hẹn nhau tấn công vào một cái đồn. Nhưng đồng hồ của hai anh chỉ huy trưởng của hai đạo quân tấn công lại chạy khác nhau. Một chiếc chạy nhanh, một chiếc chạy chậm. Họ tới đích trước sau cách nhau đến 15 phút đồng hồ. Thành thử chẳng ai làm nên trò trống gì cả. Như thường lệ, đêm nay Khánh làm cỏ dê trước nhà của Phượng. Khánh qua đường, đối với chàng không còn khả nghi nữa. Chàng định bụng rằng bọn tình nghi đã tạm bỏ cuộc trong lúc này. Khánh làm ca đầu hôm và rất sốt ruột khi nhớ rượu, nhớ đèn màu, nhớ cô nhân tình người Huế. Trong căn nhà mà chàng có phận sự canh chừng đang nằm cú rũ một người đẹp, ba lần đẹp hơn cô nhân tình của chàng. Nhưng chàng không hề có ý nghĩ muốn gõ cửa để vào đó. Vào đó chàng vẫn làm phận sự được như thường, vì chàng đã có khí giới tốt, lại được dân sinh huấn luyện khá thành thục. Vả lại trừ phi ném vào trước cửa nhà một khối thuốc nổ lớn, người trả thù chẳng có cách nào tấn công khác hết. Nhưng đó là chuyện không thể làm được, vì dân sinh nó đã xin với nhà chức trách địa phương cô lập con nhỏ này đối với tất cả các thứ xe. Một tên khủng bố đi bộ khó lòng mà mang một khối chất nổ lớn mà không bị ai đó chú ý đến hắn trước khi hắn đi tới nơi này. Lựu đạn súng lục thì chẳng ăn nhầm gì cả đâu. Người đẹp đang nằm trong đó, thế mà Khánh lại dửng dưng với nàng ta. Phượng đã chết rồi, mà đau thương hơn nữa là kỷ niệm đẹp của buổi đầu mà chàng quyết tâm gìn giữ cũng đã bị Phượng dại dột giết chết luôn. Không có ai trong căn nhà đó cả, hay nói cho đúng hơn, không có người nào mà liên hệ đến đời Khánh trong căn nhà đó. Khánh chỉ bảo vệ một người có thể nói là nặc danh đối với chàng, một người không công không phạt đối với lòng chàng, y như là vài vị thuốc bắc kia. Trong một thang thuốc mà thầy thuốc hay tiệm thuốc họ thêm vào để cho thang thuốc đỡ lép, chứ nó chẳng có làm cho con bệnh bổ khỏe thêm chút xíu nào hết. Khánh ra khỏi hiệu ăn hồi 7 giờ, xách cà mên thức ăn lại cho Phượng hồi 7 giờ 15. Khi chàng gõ cửa nhà Phượng rồi trở gót ngay chứ không vào. Bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi, chàng còn phải làm cái công việc lặt nhách này đến 1 giờ đêm mới được người khác thay thế cho. Tay chắp sau mông, Khánh tản bộ như một khách nhàn du, đầu rỗng không, chẳng buồn chẳng vui, và cố quên thời gian, vì chỉ có cách gạt gẫm đó mới hối thúc thời gian trôi qua mau được. Đèn trong nhà Phượng còn sáng trưng. Phượng sợ bóng tối trong lúc nàng chưa ngủ được, chứ nàng chẳng có đọc sách đọc báo gì hết. Nằm trong bóng tối mà không ngủ thì con người thường nghĩ ngợi, thường nhớ chuyện cũ, mà chuyện cũ của Phượng cũ không đầy một năm. Nàng không thích nhớ, bởi nó chẳng có gì hấp dẫn hết. Thình lình Khánh nghe một tiếng nổ lớn kinh hồn. Chàng đã biết phân biệt loại của các tiếng nổ và biết ước lượng nơi xuất phát ra tiếng nổ, nếu tiếng ấy không xa hơn 500 thước. Phường chì chàng đi ngang qua đứng trước nhà Phượng, tiếng nổ phát ra từ trong ấy. Hoảng hốt, Khánh nhảy qua bên kia phố, nhanh như một mũi tên được bắn đi, trong khi khách bộ hành chạy rần rần vì sợ hãi, vì lo bị liên lụy. Khánh bấm chuông nhưng không đợi cửa. Chàng đấm đá vào cửa rầm rầm, miệng gọi thật to tên của chủ nhà để nàng nhận được giọng của chàng mà mở cửa ra, nhưng cứ im thinh thích trong đó, trong khi nhà nhà đóng cửa hối hả và gây tiếng động rầm rầm quanh đó. Khánh bỗng đâm sợ, chàng quyết định phá cửa chứ không kêu gọi nữa. Nhưng sự phá cửa sao mà khó khăn quá, chứ không dễ ợt như trong cinema.
Khánh đã bỏ ra hơn 10 phút mà chưa lay chuyển được cái cửa thường của một căn nhà liên kế hàng xoàn đó. Bây giờ thì nhân viên công lực ta đã đến nơi. Chàng cho họ biết rằng tiếng nổ phát ra từ trong đó, mà người chiếm ngụ là bạn thân của chàng. Chàng cũng ở đây nên chạy tới hỏi thăm, nhưng gọi cửa mãi mà không được. Nhân viên công lực ta bèn làm cái công việc mà Khánh đã làm không xong. Họ chẳng phải tốn giọt mồ hôi nào cả, vì họ có quyền, nên họ dùng súng mà bắn ngay vào lỗ khóa. Khi cả bọn tràn vào nhà thì chẳng thấy dấu vết khả nghi nào cả. Bàn ghế phía ngoài vẫn trật tự như thường, buồng trong cũng sáng đèn. Họ bước vào đó, nhưng ở đó cũng trật tự lắm. Đèn nhà bếp cũng đã được thắp sáng từ hồi nào không ai biết. Khánh đã gọi tên của Phượng mấy lần nhưng đều không nghe đáp. Cả bọn bèn mở cửa ngăn nhà bếp với buồng trong, và một cảnh tượng bỗng làm cho Khánh lảo đảo và ngất đi như vào cái đêm mà Phượng xuất hiện lần đầu để che chở Jensen. Phượng ngã nơi sàn nước, mặt nát hết, không còn nhận được đó là ai nữa. Nếu chàng không thuộc nằm lòng thân thể của Phượng, ngực và bụng của nàng chắc cũng không lành lặn, và máu nhuộm đỏ cả người của nàng và khoảng nền gạch quanh nàng. Sức công phá của một trái lựu đạn lên tới mức đó là vừa. Khi chàng tỉnh lại tại bót cảnh sát thì Jensen đang đứng trước mặt chàng. Hắn hỏi: "Mày có đoán được gì chán?" Không cần là Thánh cũng biết được sự thật ngay tức khắc. Trái lựu đạn ấy được ném xuống sàn nước từ trên nóc nhà bếp của một căn nhà kế cận, hoặc nóc nhà bếp của chính nhà Finet cũng nên. Trước khi đi ngủ, Finet đã đi buồng vệ sinh lần chót. Kẻ gian kia chắc cũng chỉ mới nghĩ ra cách hành động đó. Chứ nếu y ý thức về giải pháp đó, Phượng đã bị thanh toán ngay trong đêm đầu. Ta ngốc quá mà nghĩ ra sự thật sau hắn. Mày biết chứ, loại nhà liên kế thì nhà này ăn thông với nhà kia ở trên nóc nhà. Hãy leo lên được trên nóc của một căn nhà thì có thể rình bất cứ căn nhà nào. Ban đêm và khi không, chẳng ai nhìn lên nóc nhà bếp mà làm gì cả. Giả lại trên đó tối hù, còn ở dưới này thì sáng đèn, có nhìn lên cũng chẳng thấy gì được. Jensen gục gật đầu rồi nói: "Ta đã sơ sót, thật đáng tiếc. Riêng tao thì đây là hận ngàn đời, tao không làm tròn sứ mạng." "Lỗi đâu ở mày?" "Lỗi ở tao. Phượng không có bà con dòng họ gì với tao hết, nhưng tao đã khai láo, Phượng bị mày bỏ rơi. Nó đề nghị tao xin mày cho nó về Sài Gòn, để hai đứa tao xây dựng tổ ấm." "Nhìn về Sài Gòn thì Phượng còn chết lẹ hơn là ở đây nữa." "Không, tao đã có cách, nhưng tao đã từ chối vì tao hận Phượng không yêu tao năm ngoái." Kể tới đó thì Khánh nghẹn đi một hồi rồi bật khóc, và chàng khóc mù. "Thôi," Jensen hét, "mày có phải là con trai không nè? Nếu phải thì nín đi, mày sẽ tha hồ mà khóc thầm về sau này. Chính tao cũng mến Phượng lắm. Trong bao nhiêu đứa con gái mà tao đã bao thì Phượng dễ chịu nhất. Chẳng có gì làm cho tao mệt trí hết trừ vụ này, mà cũng chỉ mới đây thôi. Và Phượng chỉ là nạn nhân đáng thương." Khánh không có bị điều tra, vì Jensen đã nói rõ mọi việc cho ông cò biết cả rồi. Trong biên bản chính thức, ông ấy sẽ bỏ tên của Khánh ra và trình bày nội vụ như là một cuộc thanh toán vì chuyện lòng do một quân nhân Mỹ chủ trương, nhưng không truy ra thủ phạm được. Khánh tự nhủ thầm: Phượng chết là hơn. Người khác có thể lặp lại cuộc đời, nhưng Phượng thì không. Giờ đây chàng mới nhớ ra là đã bất chợt được nhiều chi tiết nơi Phượng, chứng tỏ rằng Phượng nhiều tình cảm lắm, mặc dầu nàng có một bề ngoài như là sắt đá. Người như thế sẽ không an vui mà sống được bình thường đâu. Chỉ có ba con đường chờ đón hạng người đó: tiếp tục bán xác cho đến trọn kiếp, hoặc là đi tu, nếu không đủ can đảm tự tử. Cả ba lối sống thoáng ấy thấy đều không có ích lợi gì cho ai hết, và cũng chẳng ích lợi gì cho Phượng cả. Chàng tự an ủi như vậy, và sở dĩ chàng phải an ủi mình là vì lòng chàng đã đổi khác đi, không còn giống như trong những đêm canh gác nhà của Phượng. Chưa nhập ngủ, chưa thấy sự chết chóc lần nào, nhưng Khánh cũng không phải là một con gà chết mà đến ngất đi lúc thấy xác Phượng đỏ au máu tươi. Không, chàng chỉ ngất vì quá đau thương. Dầu sao Phượng cũng cứ là thần tượng của chàng trong buổi đầu của đời chàng. Rồi thì chính cái kỷ niệm ấy cũng đã bị Phượng dại dột bôi xóa đi. Nhưng Phượng từ giã cuộc đời thì chàng tha thứ tất cả. Có ai không tha thứ người chết hay chăng, nếu người ấy không phải là người ác trong căn bản? Một khi Phượng được tha thứ thì cái kỷ niệm êm đềm ngày trước được hồi sanh ngay tức khắc. Khánh bôi xóa hết đoạn giữa của Phượng mà chỉ giữ lại hình bóng của đoạn đầu mà thôi.
hình bóng của một cô gái trong trắng ở xóm Sáu Lèo tinh nghịch hay chọc phá chàng để mua vui. Nhưng quả thật nàng đã có cảm tình nhiều với nạn nhân của nàng. Từ đây chàng quyết sống với kỷ niệm mà chàng cho là đẹp nhất trong đời chàng ấy. Và nếu cần cưới vợ, chàng sẽ chọn vợ theo một tiêu chuẩn thực tế, loại bỏ tình yêu ra. Chàng không tin rằng chàng còn yêu được nữa mà chạy theo thứ tình cảm ấy cho mất công. Kỷ niệm đẹp mà cũng là kỷ niệm buồn, mà có lẽ chính vì nó buồn nên nó mới đẹp chăng? Ả chiêu đại viên gốc Quế mà chàng bắt tình, ả ta hồ nghi lắm. Đoán rằng chàng đã yêu ai đó nhưng chưa được, nên chàng vào ba với một bộ mặt đưa ma. Ả ta nỗ lực chiều chuộng chàng, nhưng bao nhiêu tài ba của một con người sành sỏi đều không đem lại kết quả nào hết. Khánh sống lại nhưng chỉ sống với một bóng ma, ngược hẳn với dạo trước mà thiên hạ phải sống với một bóng ma là chàng. Nhưng bóng ma trước đã giả vờ vui sống nên thiên hạ khỏi phải khó chịu. Còn người sống bây giờ thì không ngại trình ra cái bộ mặt sắp tự tử của chàng, khiến thiên hạ mất vui đi nhiều lắm. Khánh tiếp tục ăn lương mà chưa nhận được công tác, vì dân sinh nó đang huấn luyện chàng và cho rằng chàng còn non lắm, chẳng làm được gì đâu. Chàng cũng cứ mặc kệ, bởi chính chàng cũng chẳng còn ham hoạt động bất cứ trong loại hoạt động nào. Một hôm thình lình dân sinh báo tin cho chàng hay rằng quân đội Quê Kỳ sắp sửa trao trả căn cứ Đà Nẵng lại cho quân đội ta. Chàng nhìn sững nó rất lâu, khiến nó hiểu lầm và an ủi chàng. Tao chỉ là bánh xe thứ 36 trong bộ máy chiến tranh. Tao cũng bất lực trước mọi quyết định do thượng đỉnh đưa xuống. Nhưng mày còn quá trẻ, tương lai mày còn dài thì đừng có thất vọng. Khánh không buồn đính chính, vì nói sao Johnson cũng chẳng hiểu. Chàng chỉ hỏi: thế là final edition chăng? Johnson bật cười rồi đáp: chưa, tụi nó còn ở Sài Gòn đông lắm. Ít ra cũng phải là 6 tháng nữa mới là final edition. Thế là chợ chiều. Câu này Khánh nói với chính chàng, nhưng chàng đã nói lớn ra. Johnson không hiểu nên hắn hỏi: mày nói gì? Mày không thể hiểu đâu. Bên xứ của mày không có chợ chiều, mà chỉ ở Việt Nam mới có. Có ở cả hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Rồi mày đi đâu? Ai biết đâu. Có buồn không? Sao lại buồn? Ở đâu cũng làm việc ăn lương và ở đâu cũng có cái đẹp hết. Thằng này có lẽ trọn đời nó không biết yêu là gì. Gái đẹp là đủ rồi. Đó là một con thú thuộc giống đực, mà trên đời này thì thú vật rất đông, kể cả trong nước ta họ cũng chiếm đa số. Nhưng làm con thú giống đực nghĩ ra thì dễ chịu hơn là con người nhiều quá. Mình làm con người chẳng có ai vỗ tay hết, kể cả con gái. Chúng nó còn thấy mình là u mê nữa là khác. Đau xót nhất là ở chỗ đó. Đêm cuối cùng buồn quá anh ơi. Đó là một câu nói bất hủ của một nhạc sĩ Việt Nam, nhưng nó chỉ bất hủ đối với những người như Khánh, như Lương, chứ không phải bất hủ đối với Johnson, đối với bạn hữu của chàng và đối với đa số chiêu đại viên. Khánh hỏi người nhân tình đã đóng kịch thật tài và đã giúp cho chàng quên sầu được phần nào từ ngày Phượng được đưa ra một cánh đồng quan. Còn em, em sẽ ra sao? Em trở về khoang thuyền trên sông Hương. Không buồn à? Buồn từ lâu rồi ấy chứ. Có cả khóc nữa, nhưng đã hết nước mắt rồi và cũng chẳng còn biết buồn là gì nữa hết. Còn anh? Ngày mai anh sẽ đi viếng một nắm mồ quan, mà cho đến muôn năm sau cũng chẳng có ai thăm viếng. Rồi anh lại đi Chu Lai để xem một con bé kia có định làm gì không. Nhân tình cũ của anh hả? Không, của một anh nông dân. Nhưng sao anh lại đi thăm nó? Chợ chiều em ơi. Những kẻ không sợ chợ chiều lại rất ưa rình coi những kẻ khổ vì chợ chiều, hầu xem họ ra sao để biết. Biết gì? Biết ai là con thú, ai là con người, ai là xác chết, ai là kẻ còn sống. Em không biết buồn, không biết khóc nữa, vậy em là xác chết rồi. Mà có lẽ anh đây cũng vậy. Khánh đặt tay lên vai của ả chiêu đại viên rồi nhại giọng Huế để ngâm đùa một câu dân ca xứ Huế. Mạng mùa tốt dạ sớm khô, bạn về quê bạn biệt mô mà tìm. Rồi chàng cười lên, nhưng chàng kinh ngạc hết sức mà nghe một tiếng nấc, rồi thì thấy ả chiêu đại viên khóc hòa. Em không biết khóc à? Em khóc gì anh sẽ chẳng biết em ở mô mà tìm hỉ. Không,
Anh chẳng tìm em mà làm chi hết. Em biết vậy. Em khóc là vì cảnh mãn mùa lúa mà em có biết. Và cảnh chợ chiều này cũng ngậm ngùi như cảnh mãn mùa lúa. Nhưng em còn biết khóc, đó là chuyện chính. Té ra bao cuộc bể dâu chưa giết chết hết được mọi tấm lòng. Như vậy để anh cố gắng thử xem có sống được hay là không. Anh sống ở đâu? Sống nghĩa là không chết chứ không phải là cư ngụ. Vậy ở đâu cũng được, kể cả dưới khoang thuyền của em. Qua bao phong vũ, chẳng những quế của em còn nên thơ, mà có lẽ cái gì cũng còn nên thơ cả. Và anh phải ráng mà sống. Cho đến cả việc nhớ lại buổi chợ chiều này cũng nên thơ tuốt. Và việc nhớ nấm mồ quan lạnh kia còn nên thơ hơn nữa. Hết chuyện.